Vụ 500 giáo viên mất việc, thống nhất kỷ luật bí thư, chủ tịch. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk tổ chức họp thống nhất hình thức kỷ luật đối với bí thư và chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Krông Park trong vụ tuyển dư thừa hàng trăm giáo viên. Cuộc họp diễn ra trong chiều nay và tập thể Ban Thường vụ thống nhất kỷ luật khiển trách đối với ông Nguyễn Thành Dũng, bí thư huyện ủy Krông Park và Y Xuân Biak, chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện do có nhiều sai phạm trong quản lý điều hành. Theo nguồn tin riêng, kết quả cuộc họp chiều nay sẽ được sớm công khai trong những ngày tới. Liên quan đến việc kỷ luật, trước đó Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk đã họp với Ban Thường vụ huyện ủy Krông Park giới thiệu nội dung kiểm điểm đối với cá nhân các ông Nguyễn Thành Dũng và Y Xuân Biak. Trong đó, ông Nguyễn Thành Dũng có các sai phạm, khuyết điểm với trách nhiệm là người đứng đầu đã thiếu chỉ đạo sâu sát để Ủy ban nhân dân huyện không thực hiện quy hoạch cán bộ quản lý cơ sở giáo dục công lập trường học nhiệm kỳ 2010-2015, bổ nhiệm cán bộ quản lý trường học năm 2015 khi không có quy hoạch và bổ nhiệm thừa 27 phó hiệu trưởng, quản lý sử dụng biên chế giáo viên, nhân viên trường học sai quy định, kéo dài nhiều năm liền nhưng chậm phát hiện khắc phục. Ngoài ra, ông Dũng cũng có trách nhiệm liên đới tới những sai phạm của ông Nguyễn Sĩ Kỷ, nguyên phó ban nội chính, nguyên chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Krông Park giai đoạn 2011-2016 đã bị Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy ra quyết định kỷ luật cảnh cáo tuyển dôi dư hơn 400 giáo viên. Đối với ông Y Xuân Biak đã có sai phạm trong việc cho chủ trương và ký quyết định dư thừa 197 giáo viên, nhân viên trường học, ký mới 176 người, ký lại 21 người, gây bức xúc dư luận. Sai phạm của ông Y Xuân còn thể hiện sau khi thanh tra tỉnh Đắk Lắk chỉ ra các sai phạm, yêu cầu khắc phục số giáo viên do ông Nguyễn Sĩ Kỷ ký dư thừa nhưng ông này không thực hiện mà vẫn ký thêm hàng trăm hợp đồng. Ngoài ra, ông Y Xuân cũng mắc khuyết điểm trong việc nhận xét đánh giá cán bộ thuộc quyền, không đảm bảo nguyên tắc, quy trình và thiếu căn cứ khách quan, vi phạm vào quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Krông Park. Cả ông Dũng và Y Xuân còn có khuyết điểm là để chậm và thiếu cương quyết trong việc kiện toàn một số chức danh cấp phòng, chưa làm rõ trách nhiệm của các cá nhân trong việc ký tuyển dụng thừa giáo viên, nhân viên trường học.